Bây giờ sẽ là hai bài cuối của con. Bài đầu tiên là bài All of Me, được sáng tác bởi John Smith. Ông là nhà sáng tác nhạc cổ điển hiện đại. Bài này khá nhanh và sôi động, hợp với tính cách của con. Khi đánh bài này, con nghĩ đến một trận bóng đá. Đây cũng là một trong những bài con đã đánh trong Naked Competition cùng với bài Matching Season. Còn bài tiếp theo là Petit Chien, dịch ra là chú chó nhỏ. Bài này là một bài Vans Op 64 của Chopin. Bài này rất là giống như Bumblebee, là nó khó chỗ là phải đánh nhẹ với tốc độ cao. Khi đánh bài này, con cảm thấy giống như là con đang chơi đùa với một chú chó nhỏ. Xin mọi người thưởng thức.